được layout với Flow từ cơ bản, từ những layout đơn giản trước để các bạn có cái kỹ năng phân tích layout đó. Để các bạn sau khi mà đã có kỹ năng phân tích layout rồi thì đến những cái layout phức tạp ấy, các bạn làm nó sẽ dễ dàng hơn. Thì những bạn chưa làm được thì cũng ở buổi này cố gắng theo dõi, và anh cũng chỉ sử dụng những thuộc tính CSS cơ bản mà chúng ta đã học của buổi trước. Đồng thời nếu mà trong cái bài hôm nay ấy, mà phát sinh những cái thuộc tính mới, trong bài hôm nay phát sinh những thuộc tính mới. Mình xin lỗi bạn nào mà mới tắt hộ mình với. Thì anh sẽ nói luôn là những cái thuộc tính mới đấy nó sẽ có tác dụng như thế nào. Ok chưa? Đó. Thì trước khi vào bài học hôm nay có bạn nào muốn hỏi gì không? Đó. Thì anh sẽ quay trở lại cái buổi trước của chúng ta. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Hôm nay có thể là sẽ bắt đầu sớm hơn một chút so với những hôm là chúng ta start từ 8:15. Lớp mình có ai hỏi gì không? Đối với bài trước. Và hôm nay anh cũng sẽ giải đáp một số thắc mắc của các bạn chat ở trên nhóm ấy. Là tại sao khi mà ở buổi trước anh có demo ấy, là có một cái thẻ main bọc ba cái thẻ left, center và right. Tại sao chúng ta phải float nó? Float nó giống thằng con. Thì hôm nay anh sẽ giải thích về cái phần đó nữa. Và buổi hôm nay chúng ta chỉ thực hành thôi. Nếu có thuộc tính mới nào phát sinh trong quá trình mà anh demo cho các bạn thì anh sẽ nói luôn. Và những cái nào mà anh demo mà các bạn thấy là nó là thuộc tính mới thì các bạn cũng hỏi luôn nếu mà các bạn không biết. Ok chưa? Chúng ta sẽ thống nhất như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với buổi hôm nay. Đầu tiên anh sẽ mở cái sắc lam lên. Sắc lam của chúng ta đây. Thì hôm nay của chúng ta sẽ là lesson 4. À, sorry các bạn, chưa điểm danh nhỉ? Đúng đấy, cháy một chút. Sorry, quên mất một cái khâu khá là quan trọng. Anh sẽ điểm danh nữa một chút. Chờ một chút nha, lục lại cái danh sách. Hôm nay thôi rồi, cái này thông tin private nên là anh sẽ không nói nữa. Nhưng nữa anh sẽ trao đổi thêm. Giờ tạm thời anh sẽ tắt share screen nha. Anh điểm danh đến ai thì bạn đó có lên trên hành nhé. Đầu tiên Võ Nguyên có ở đây không? Tuấn. Trương Minh Quang. Châu. Thái Trung. Văn Lộc. Quốc Vinh. Phúc Bình. Sơn. Phùng Thu Trang. Các bạn đổi tên đi nhá. Nguyễn Trần Thanh Nguyên. Đắc Quang. Ngọc Cường. Chí Bảo. Lương Văn Long. Long Lương. Lê Văn Chính. Hoàng Đạt.
Quang Hiếu, Duyệt, Phan Công Dũng, Đỗ Thanh Yên, Đàm Văn Thái, Nguyễn Trọng Huy. Rồi còn có một số bạn xin anh nghỉ buổi hôm nay hoặc là một số bạn thì xin vào muộn. Rồi, ok, chúng ta sẽ có ai chưa được điểm danh không? Cao Sĩ Phương, Cao Sĩ Phương mới vào nhỉ? Cao Sĩ Phương rồi, ok, để anh tích vào. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Rồi. Ok, thì ở buổi này của chúng ta sẽ đi demo về layout. Thì vấn đề là ở buổi trước của các bạn ấy, chúng ta đang dừng lại ở việc anh đang ghi rồi. Hồng Quân vào sau đúng không? Rồi, sorry em. Trọng Thái có rồi. Rồi, thì hôm nay anh sẽ bắt đầu từ cái layout đơn giản. Thì mục đích của cái buổi này của chúng ta là đi thực hành. Thực hành cái gì? Chúng ta sẽ dựng layout dựa vào các thuộc tính CSS đã học, và ở đây chúng ta sẽ áp dụng float để dựng layout. Thì anh chỉ có một cái lưu ý như thế này này, trước khi dựng layout vào từng cái demo, anh sẽ có các demo layout đơn giản như thế này trước đó, cuối cùng sẽ dựng cái layout này. Sau đó thì anh sẽ lấy cái bài tập trước của chúng ta ra để chúng ta dựng đó, trước khi đến những cái layout phức tạp hơn. Thì một vài lưu ý khi mà dựng layout với div, cái này quan trọng này đó. Thì đầu tiên khi mà các bạn dựng layout với div thì việc đầu tiên các bạn phải tính toán xem là cái độ rộng của cả trang các bạn sẽ để là bao nhiêu. Ý của anh là như thế này, ví dụ khi các bạn dựng cái layout này đi, đây là một cái trang đơn giản nhất, một bộ khung đơn giản nhất đó. Khi các bạn dựng cái bộ khung này thì các bạn tính toán cái độ rộng của cả cái trang này này, các bạn sẽ định để độ rộng là bao nhiêu, ok chưa? Ví dụ anh để độ rộng cả trang thông thường bây giờ sẽ là 1024 hoặc là lớn hơn, vì màn hình bây giờ nó lớn hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Đó. Thì giả sử chúng ta sẽ thống nhất với nhau cái kích thước mà chúng ta dựng cho các giao diện sau này tối thiểu là 1024. Đó. Thì các bạn tính được cái div tổng thể của cả cái trang này, ok chưa? Sau đó thì việc đầu tiên là chúng ta xác định. Đây là kỹ thuật dựng nhé, cái này thì không có ngôn ngữ nào dạy cả, đây là cái cách để chúng ta đi phân tích thôi. Chúng ta xác định được cái độ rộng tổng thể này, tổng thể của trang, và cái thứ hai là chúng ta sẽ đi tính số thẻ div sẽ sử dụng, nhưng mà cái này chỉ là số thẻ div để mà tạo nên bộ khung thôi, cho bộ khung. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là đi sâu vào trong nội dung của từng phần ở bên trong ấy. Ví dụ anh có cái giao diện như này thì chúng ta chỉ quan tâm đến bộ khung chúng ta cần bao nhiêu thẻ div. Ví dụ như header một div này, cái navigation một div này, section cả cái main lớn này chúng ta lại phân tích kiểu như vậy, thì chúng ta cần một cái div lớn cho main lớn này. Đó, sau đó div lớn cho footer. Ok chưa? Sau đó các bạn dựng xong bộ khung thì các bạn lại đi từ bên ngoài vào
Ví dụ như ở trên header là đang chưa có gì, chưa cần nói, nhưng mà đối với main lớn này, chúng ta đi vào trong cái main lớn thì chúng ta lại thấy à có thằng section với bài viết ở trên dưới này. Thì chúng ta sẽ lại phân tích tiếp số thẻ div sẽ dùng trong cái thằng main này. Đó, thì các bạn sẽ không bị rối. Các bạn làm theo cái hướng đó thì sẽ không bị rối. Ok chưa? Đó, anh chưa nhắc đến HTML5 ở đây. Nhưng mà tại vì nó sẽ làm các bạn rối hơn, nhưng mà sau phần này chúng ta sẽ nói đến nó. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ đi tính toán số thẻ div như vậy. Và chúng ta dựng giao diện thì chúng ta sẽ đi từ trên, chúng ta sẽ viết viết code HTML cho bu khung trước. Khung trước. Hiểu ý của anh không? Viết code HTML cho bu khung trước. Ví dụ với cái layout này, các bạn xác định là à có một cái thẻ div này, hai thẻ div này, ba thẻ div, đó, cả cái main lớn ở giữa này là thẻ div số 3. Sau đó cái footer là thẻ div số 4. Sau đó vào trong đây thì các bạn sẽ thấy là trong cái main lớn này chia thành hai div, là div bên trái và div bên phải. Thì các bạn dựng cho anh cái bộ khung đấy với 1 2 này, 3 này, 4 đó, div bên trái, div bên phải sẽ có 6 thẻ div cho cái bộ khung này. Được chưa? Các bạn hiểu ý anh không? Thì các bạn sẽ dựng lên được 6 cái thẻ div lớn cho bộ khung. Sau đó thì chúng ta sẽ dựng và viết code HTML trước nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đi viết code viết CSS. Đó. Ok chưa? Và CSS thì chúng ta sẽ đi theo hướng là đi từ trên mà xuống. Trên mà xuống. Và đi từ bên ngoài vào. Đó. Từ bên ngoài vào. Bây giờ anh sẽ làm đúng theo cái hướng mà chúng ta đang phân tích như thế này để chúng ta dựng cái giao diện này lên trước. Đó, thì nó phức tạp hơn thì sau này nó sẽ có menu như thế này. Đó, trong đây nó sẽ có những cái này. Các bạn hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi dựng cái giao diện này. Đó, thì với float, mặc dù là cái kỹ thuật float bây giờ nó sẽ ít được dùng hơn ngày trước rất nhiều. Nó sẽ ít được dùng hơn, nhưng không phải là nó không được dùng, mà vẫn có những trường hợp đặc biệt chúng ta vẫn sẽ dùng. Đó, thậm chí là dùng nhiều. Ok chưa? Sau này thì chúng ta sẽ nói đến flex sau, thì đấy là câu chuyện khác. Các bạn phải nắm được những kỹ thuật này. Thì bây giờ anh sẽ đi nói về cái layout này. Thì như phân tích chúng ta sẽ cần 6 thẻ div, đó là thẻ div header này, navigation này, cả cái div main lớn này. Được chưa? Footer. Và trong bên lớn anh có bên trái, div bên trái và div bên phải. Thì chúng ta sẽ tạo ra cái một cái folder, à một cái file anh để ví dụ như là break div 1. Đây của chúng ta sẽ là break div 1.html như thế này. Ok chưa? Sorry, ở đây của chúng ta sẽ phải là tên file. Thì anh sẽ để là break div 1. break.html và anh sẽ có cái file CSS tương ứng với cái break.html này. Thì anh tạo ra một cái file CSS, à thư mục CSS, và trong này anh sẽ để là break.html.css. Ok chưa? Ok chưa các bạn? Rồi tí nữa cuối giờ anh điểm danh lại nhé. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ đi làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ dựng giao diện lên. Các bạn dựng cho anh cấu trúc trang lên. Đây là kiến thức về HTML thôi. Đó, thì chúng ta để là break tip 1 như thế này. Được chưa các bạn? Sau đó thì chúng ta sẽ đi dựng từng cái nít từ trên và xuống. Chúng ta sẽ đi dựng từ trên mà xuống, từ trên mà xuống như thế này. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái div, anh có ID là header. Đây, anh để cái tag là header. Tiếp theo anh có một cái div có ID là menu. Đây.
Được chưa các bạn? Và anh sẽ có một cái deep main như thế này. Được chưa? Và anh có một cái deep footer. Footer như thế này. Và trong cái main này, trong cái deep main này này, anh sẽ có một cái deep ở bên tay trái và một deep bên tay phải. Thì trong main anh sẽ có deep ID là led. Và anh sẽ có một cái deep ID là right. Đây, nó sẽ như thế này. Thì các bạn biết là đối với thẻ deep ấy, khi các bạn chạy lên thì nó nằm ngang hàng nhau hết, không phân biệt thằng nào với thằng nào cả. Đây, chúng ta chạy lên này, thì các bạn sẽ thấy là à, nó sẽ như thế này. Đó, và dưới này nó đang chưa có nội dung này. Đây, menu footer. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Thì mặc định khi mà các bạn chạy lên thì nó sẽ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhúng file CSS Blacktip 1 vào trong đây. Chúng ta sẽ nhúng nó vào trong đây bằng cách đó là dùng thẻ gì các bạn? Sorry các bạn, anh sorry các bạn mấy phút. Chúng ta sẽ dùng thẻ gì ở đây? Chúng ta sẽ dùng thẻ link. Và chúng ta sẽ nhúng cái file CSS của chúng ta là practice 1. Thì anh sẽ nhúng nó như thế này. Anh sẽ nhúng nó như thế này. Đó. Đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ được cái kết quả của thằng practice 1 nó ra như thế. Anh đưa vào href như thế này, chấm css. Anh làm rất chậm đấy nhá, nên là nếu mà các bạn nào mà bảo không làm được thì chắc chắn là không xem video hoặc là không làm lại video ít nhất là 2 lần. Đó, các bạn muốn theo được cái mảng này chắc chắn các bạn phải đầu tư thời gian và công sức cho nó ở giai đoạn đầu của quá trình học. Đây, anh chạy nó lên thì vẫn chưa có kết quả gì cả, nhưng mà file này chắc chắn đã được nhúng vào. Đây. Ồ, sai rồi. Sai vậy. File của chúng ta là gì? Đó, đúng rồi. Directory. Đây. Ok chưa? Chúng ta chạy nó lên này. À, vẫn chưa được. Anh biết sai gì đối với file này thì phải. Rồi đây. Practice 1. Đó, thì đây là những cái lỗi này là những lỗi cũng khá là hay gặp. Sai đường dẫn các thứ. Thì thông thường khi mà các bạn bắt đầu một style CSS cho một giao diện thì các bạn sẽ đi reset. Thì hôm trước có bạn hỏi anh là sao này là gì? Thì cái sao này có nghĩa là select tất cả các thẻ. Được chưa các bạn? Chọn tất cả các thẻ. Thì thông thường chúng ta sẽ reset đơn giản như thế này. Sau này các bạn làm rồi nó sẽ có cả một cái file CSS là reset.css để chúng ta dùng nó. Đây, chúng ta làm đơn giản như thế này. Không. Và merge cũng là không. Đó. Các bạn chỉ cần reset cho anh như vậy thì các bạn sẽ thấy là nó có sự dịch chuyển. Đây là khoảng cách này, khoảng cách bên trái phải này. Đó, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi CSS. Thì như anh nói là sau khi mà chúng ta viết code HTML cho bộ khung này, đó, thì chúng ta sẽ đi viết CSS từ trên mà xuống. Từ trên mà xuống có nghĩa là gì? Anh sẽ đi từ trên này, bắt đầu từ body mà xuống.
xuống dưới thì lần lượt từng thẻ đây anh sẽ đi CSS cho nó. Các bạn hiểu chưa? Đó, thì thẻ đầu tiên của chúng ta sẽ là gì? Header. Thẻ header chúng ta sẽ làm gì ở đây? Chúng ta sẽ đặt một cái background, ví dụ để chúng ta nhìn thấy màu đó, đơn giản như vậy thôi. Ví dụ anh để orange. Đó. Và anh để width 100% pixel. 100%. Đó. Và anh sẽ để text align là center, chúng ta đi dựng khung trước. Center. Đây. Và anh để chiều cao 2.60 pixel và line 2 60 pixel. Được chưa các bạn? Anh chạy nó lên. Thì các bạn thấy là thằng này nó đang rộng 100%. Đây, được chưa các bạn? Đó. Và tiếp theo anh xong cái header rồi. Đây, anh sẽ nhảy xuống trong menu. Anh đang làm để các bạn có cái hình dung các bước làm nhé. Vì anh thấy là một số bạn khi mà mới dựng CSS ấy, dựng giao diện cho một trang web ấy, thì kiến thức các bạn có rồi, nhưng mà anh thấy các bạn bị rối là không biết là phải tổ chức và bắt đầu nó như thế nào. Thì đấy là những cái mà anh nhìn thấy ở những bạn mới. Tiếp theo anh bắt đầu với menu. Thì anh cũng sẽ để background cho nó, ví dụ anh để là màu xám. Đó, text align anh để là center, chiều cao của menu anh để khoảng 36 pixel 40 đi. Và anh để width bằng 100% và color anh để là giữ nguyên màu đen. Đó, như vậy anh chạy cái menu lên thì các bạn thấy là anh có cái menu nó như thế này, được chưa? Đó, cái menu anh sẽ set cái line 2 vào để các bạn có thể dùng được. Thì anh sẽ set cái line 2 đó, thì anh sẽ set nó vào như thế này để cho các bạn thấy được cái căn chỉnh của chiều cao. Đây, bản chất thằng line 2 nó sẽ giải quyết vấn đề này. Đây, chiều cao ra giữa đó theo chiều dọc ấy, nó giống cái thuộc tính verline ở trong thẻ td của table. Ok chưa? Bài toán bây giờ chúng ta có thẻ main. Thẻ main thì không có text, nhưng mà trong main thì nó sẽ chứa led và right. Thì anh sẽ viết như thế này. Đây, main. Anh chưa làm gì với nó cả. Tí nữa anh sẽ giải thích cho các bạn trường hợp nào chúng ta sẽ phải float nó. Bây giờ anh sẽ định nghĩa led, đúng không? Đó, chúng ta chưa cần nhưng mà vẫn có đấy. Thông thường chúng ta sẽ cần đó. Bên này sẽ là right. Thì đối với thằng led thì anh sẽ set width cho nó khoảng 250 pixel. À đâu, bên này nó sẽ khác một chút. Đó, width nó sẽ rộng hơn. Anh sẽ là khoảng 800 pixel cho cái bên trái. Đi. Đó. Còn cái bên phải của anh sẽ là gì? Anh sẽ để trừ đi 1024 và trừ đi 700 sẽ bằng 3024 à. Đó. 324. Như thế này. Đó, thì các bạn thấy là nó chưa có tác dụng gì. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ lưu ý thêm là khi mà dựng CSS với float thì thuộc tính width là quan trọng nhất. Ok chưa? Tại sao? Các bạn thấy là chúng ta đã sử dụng width ở đây nhưng mà nó chưa nhận, vì thằng này khi mà float anh để background cho nó, ví dụ anh để là có màu F1 đó.
Và bên này có một cái màu khác, ví dụ như đây ba anh để background color cho nó, ví dụ như là đây ba, anh chạy ra đây đó, thì các bạn thấy là thằng left này này, F1 nó nằm trên, thằng right nó nằm dưới, có đúng không? Rõ ràng hai cái dải màu khác nhau nó đang nằm ở hai, nó đang nằm trên dưới, ok chưa? Nó đang nằm trên dưới. Và các bạn thấy là để cho nó nằm ngang hàng nhau thì chúng ta lúc này sẽ dùng đến thằng float. Thì anh sẽ phải float như thế nào các bạn? Anh sẽ phải float như thế nào? Các bạn nghe được không? Đúng rồi, cả hai cái đều phải là led. Ví dụ anh để nốt led tạm thời thì các bạn sẽ thấy là đây, và anh float led nó thì các bạn sẽ hiểu là thằng right nó chưa lên, tại sao vậy? Thì có nghĩa là cái độ rộng của thằng right này này nó đang vượt quá cái màn hình này, đúng không? Thì 1024 mà trừ đi 700, 1024 trừ 700, đúng mà 324 đó. Thì vấn đề đây là gì với 300? Vì sao các bạn? Bởi vì chúng ta chưa, một cái là chúng ta xét độ rộng, một cái là chúng ta xét độ rộng ở đây hai thằng này, nhưng mà chúng ta chưa có độ rộng cho cả trang, hiểu không? Đây anh giảm thằng này giả sử 300 đó, thì các bạn thấy nó cũng sẽ không lên 100, nó rất nhỏ đó. Thì lúc này nó lên, thì khi mà anh chưa xét cái độ rộng cố định cho cả trang ấy, phần trăm thì chắc chắn sẽ lên. Ý anh là khi mà anh chưa xét cái độ rộng cho cả trang ấy, thì nó sẽ lấy độ rộng ở đâu? Thì nó sẽ lấy độ rộng ở đâu? Hiểu không? Thì nó sẽ lấy độ rộng theo màn hình. Đó, thì ở đây 3024. 324. Mà bây giờ anh giữ nguyên như thế này. 324 pixel. Đây. Đó, thằng footer cũng bị tràn lên. Kệ nó đã. Bây giờ anh sẽ dùng body. Anh nói vấn đề dùng body. Anh muốn trang của anh chỉ có độ rộng là 1024 thôi. Trong trường hợp này giao diện đơn giản thì chúng ta dùng được. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta định nghĩa cái width cho thằng body ấy, có nghĩa là cái trang này nó đã được xét độ rộng cho cả trang rồi. Thì lúc này nó lên này, nó lên rồi đúng các bạn, hiểu không? Và các bạn thấy là cái màn hình của anh ấy là nó nhỏ hơn 1024 theo chiều rộng, nên là nó xuất hiện cái thanh cuộn này này, các bạn hiểu không? Có nghĩa là khi mà anh không xét độ rộng cho toàn trang hay là cho cái body ấy, thì trang, thì cái độ rộng của trang ấy, nó sẽ bằng đúng cái độ rộng của cái màn hình. Ok chưa? Đó. Bây giờ anh sẽ anh sẽ đổi một chút là thằng này nó sẽ 1000 thôi. Thì đây sẽ là 300. 700. Và thằng này width 1000 đi. Ủa sao hôm nay nó lại rộng hơn được nhỉ? 1000. Đây. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là thằng left thằng right này nó là 1024. Anh nghĩ là nó vẫn bị thoải mái nhé. Đây à, rồi lúc này chúng ta zoom lên đây rồi,
Thì ở đây anh cũng sẽ là 3024. Giữ nguyên nhé. 3024 324 pixel. Thì các bạn thấy là lúc này thằng body nó đang quy định như thế này, thằng left ở đây, thằng right ở đây. Và hai thằng nó đang nhận hai cái giải màu khác nhau. Các bạn có nhìn thấy đây không? Đây. Thì chúng ta đã đưa cho nó lên nằm ngang hàng nhau rồi. Như thế này. Được chưa? Và chúng ta muốn đưa cái trang này ra giữa thì chúng ta sẽ quay trở lại cái body. Chúng ta xét cái thằng mà bao tất cả các thẻ của trang là body. Chúng ta sẽ để merge. Pixel auto. Thì lúc này trang của chúng ta nó sẽ ra giữa. Được chưa các bạn? Và anh xét chiều cao tối thiểu cho cái led này. Có nghĩa là tối thiểu là 500, còn đâu nó sẽ có thể cao hơn. Đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy hai cái giải màu cho hai bên nó như thế này. Bây giờ anh sẽ định nghĩa footer. Width của nó anh sẽ để là 100%. Và cái 100% có nghĩa là thằng này tối đa nó chỉ rộng được 1024 pixel thôi, bằng cái độ rộng của thẻ body, vì nó đang bị giới hạn bởi thẻ body, vì thằng footer đang nằm trong thẻ body. Ok chưa? Và chúng ta sẽ để background cho nó, ví dụ như màu đen. Color anh sẽ để là màu trắng. Và line 2 anh sẽ để khoảng 45 pixel. Chiều cao cũng tương tự như vậy. Chạy lên. Tách align cho nó ra giữa. Align và center. Đây. Đó, thì các bạn biết thừa là thằng này nó sẽ bị trôi lên. Đúng không? Thằng nếp này nó sẽ bị trôi lên. Để các bạn, để nó không bị trôi lên thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Các bạn có thể dùng clear board như này. Có nghĩa là nếu một trường hợp ở trên chúng ta có những thằng là float right thì chúng ta sẽ tránh trôi lên cả hai chiều. Đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dựng ra được cái bộ khung như thế này theo cái hướng phân tích của anh. Được chưa các bạn? Sau khi mà các bạn xong những bộ khung rồi, sau khi có bộ khung rồi nhá, thì giả sử chúng ta muốn đi dựng cái menu thì chúng ta sẽ bắt đầu đi làm menu. Thì lúc này chúng ta xác định là menu nó nằm ở đâu, chúng ta sẽ bắt đầu đi xử lý ở đó. Cụ thể ở đây, ví dụ sang giao diện này, đây cái khung của nó đây, thì anh giả sử cái khung ở đây nó lại có danh sách bài viết như thế này. Thì các bạn có rất rất nhiều cách để dùng. Thì lát nữa đến phần cái phần bên trái này này, nó chính là cái phần này, danh sách bài viết, thì lát nữa sẽ xử lý. Bây giờ anh sẽ đi dựng cái menu cho cái top này. Được không các bạn? Được không? Và menu đơn giản này đâu. Bởi vì nếu mà menu đa cấp thì chúng ta lại phải học sang thằng position. Thì anh chưa giới thiệu cái đó. Đó. Anh có đang đi nhanh quá không? Cả lớp. Rồi hơi nhanh một chút. Ok. Ok. Các bạn hiểu cái phần anh đang demo chưa? À đây, anh sẽ nói rõ về tại sao dùng clear này. Các bạn thấy là khi mà anh không dùng clear, rõ ràng các thuộc tính này anh đều set cả rồi. Khi anh dùng không dùng clear, các bạn không nhìn thấy thằng footer đâu cả. Đúng không? Thì bản chất thằng footer nó ở đâu? Thằng footer nó đang bị trôi lên. Thằng footer nó đang bị trôi lên phía trên này. Trôi lên trên. Nhưng vì chúng ta đang có cái background màu ở từng cái thẻ disk này nên các bạn không nhìn được. Nên là anh sẽ để chiều cao của thằng này, thứ nhất là anh nâng cao lên. Đó, thì các bạn vẫn chưa nhìn được. Lúc này anh sẽ đi tạm đi bỏ các background để các bạn có thể nhìn được là nó trôi lên. Đó, các bạn thấy cái footer của chúng ta chưa?
nó đang bị trôi lên đây này. Đó, về bản chất của việc dùng float ấy, là khi mà các bạn float left ấy, thì những thẻ ở phía sau của nó sẽ bị trôi lên. Hình dung ra mà chúng ta anh Ctrl S lại. Mà các thẻ chúng ta đang dùng như là thằng left, header, thằng menu này ở trên tức là ở phía trên cái thằng này này. Các bạn nhìn đây này. Phía trên cái thằng footer này chúng ta đang có left và right, là chúng ta đang dùng cái gì các bạn? Chúng ta đang dùng float left, nên là những thằng phía sau nó sẽ bị trôi lên. Ok chưa? Đó, nó là như vậy. Anh để body lên để nhìn các bạn tạm nhìn nhé. Body đây này. À, border chứ. Đây, anh để tạm border lên để các bạn nhìn, để anh demo cho các bạn hiểu phần này. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy các khối border của chúng ta. Đây, đúng không? Đây, chúng ta đang dựng các khối ở đây. Ok chưa? Thì tại sao nó trôi lên thì cứ các bạn dùng float left hay là float right thì những thằng phía sau đó sẽ trôi lên. Cụ thể là ở trên trang này chúng ta đang dùng float left cho thằng này, đang dùng float left cho thằng này thì thằng này nó sẽ bị trôi lên. Đó là tính chất của CSS. Tính chất của CSS. Được chưa? Và chúng ta không muốn cho nó trôi lên nữa. Và không muốn thằng nào, không muốn thằng footer này thì chúng ta sẽ cần clear. Footer là clear left. Đó, thì nó sẽ không trôi lên nữa. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, nhưng vấn đề là nếu mà tại vì chúng ta đặt cái border ấy nên là cái độ rộng của thằng left nó bị tràn ra. Thằng right nó bị tràn ra nên nó bị đẩy xuống. Anh tạm thời anh sẽ giảm kích thước của thằng này đi. Để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây. Đây. Để chúng ta nhìn cho dễ. Thế anh tạm thời anh giảm cái kích thước của thằng right đi. Và tạm vào background đi. Đây. Anh giả sử anh muốn thằng right này nằm ở bên trái này, nhưng bây giờ ở thằng right anh thay vì float left anh float right. Đây. Đây. Đó. Float right. Và anh trường hợp này thì chúng ta đang không bị thằng này trôi lên này. Thì anh sẽ nói về cái clear board. Có nghĩa là thằng clear board này có nghĩa là nó không tràn lên cả trên và dưới. Đó. Thì như vậy. Đây. Anh sẽ Ctrl Z lại code nhé. Rồi anh sẽ nói về cái line 2. Đây, Ctrl Z lại code để chúng ta được cái format như chúng ta vừa dựng. Anh sẽ nói về cái line 2 này. Các bạn nhìn thấy cái thẻ header này, quay lên trên header đi cho dễ. Nếu anh bỏ line 2 đi, các bạn thấy là cái thẻ header chúng ta đang có chiều cao là 60. Cái text của nó ở đây. Đó. Thì text của nó luôn luôn đi từ trên xuống và nó nằm sát mép phía trên ấy. Thì thằng line 2 này nó có tác dụng giống như là căn giữa nội dung nhưng mà theo chiều dọc, có nghĩa là nó ở giữa theo chiều dọc này. Hiểu chưa? Nó tương đương với thằng nó tương đương với thằng verline bằng middle. Middle ở trong
trong thẻ TD ạ. Trong thẻ TD của table ạ. Nó tương đương với cái đó. Hiểu chưa Ngọc? Các bạn hiểu chưa? Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ đi tiếp. Anh giả sử là à rồi, chúng ta dựng được cái khung này rồi. Thì các bạn đảm bảo là khi zoom lên. Đó, zoom lên. Thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần này. Anh giả sử đây là cái bộ khung mà chúng ta dựng ở phần này. Ok chưa? Tí nữa chúng ta sẽ dựng cái bên trái là tin tức. Đây này. Tin tức nó giống như cái demo này. Trong đây nó sẽ là danh sách tin tức. Nhưng mà trước khi dựng tin tức thì anh sẽ nói về cái menu giống thằng này trước đi. Đây. Ok chưa? Thì đơn giản thôi. Để dùng menu thì các bạn sẽ dùng cái gì? Dùng thẻ gì để làm menu? ULI rồi, nhất trí. Và các bạn xác định là cái ULI các bạn sẽ đặt ở đâu trong trang HTML này. Danh sách ULI đó. Các bạn cứ xác định từng cái nhỏ nhỏ như vậy thì các bạn làm sẽ rất là dễ. Các bạn sẽ đặt ở đâu? Trong cái div có ID là menu đúng không? Anh sẽ đặt một cái ULI. Đây, được chưa? Và chúng ta sẽ có LI và chúng ta sẽ có thẻ A với cái nội dung ví dụ như là home. Đây, anh sẽ có danh sách menu như thế này. Anh giả sử anh có danh sách menu như thế này thì các bạn cứ dựng HTML trước thôi như anh nói đây. Thì tại sao anh nói là đi dựng bộ khung trước? Bởi vì sau khi có bộ khung rồi thì các bạn biết là trong từng cái này các bạn sẽ phải ném vào cái gì đó. Thì như anh nói là các bạn đi từ bên ngoài mà vào, từ trên mà xuống, từ ngoài mà vào. Sau khi đi từ trên mà xuống xong bộ khung rồi thì các bạn đi từ bên ngoài vào, ví dụ như các bạn xác định làm ở menu thì các bạn đi từ bên ngoài mà đi vào. Vào trong này có cái gì chúng ta sẽ đi tiếp. Thì đây vào trong menu này chúng ta sẽ có cái này. Đó, đây. Thì các bạn mới dựng HTML lên nhìn nó vỡ này, kệ nó. Chứ đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ đi CSS cho nó. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi CSS cho nó. Thì các bạn quay lên chỗ CSS của phần menu và nối liền một chút ở đây. Thì từ menu chúng ta gọi đến UL. Chúng ta xác định CSS cho thằng UL trước. Thì mặc định của UL nó sẽ có cái chấm đen đen này, của LI này. Thì anh sẽ sử dụng như thế này. Anh sẽ merge in không pixel, paste in không pixel cho thằng UL. Và anh sẽ chạy lên. Nó không có gì thay đổi cả. Và anh sẽ list style. Style sẽ bằng 5. Để anh loại bỏ cái này. Đó. Ok chưa? Anh muốn cái menu này nó nằm ngang hàng nhau. Thì chúng ta sẽ đi CSS cho thằng này. Được chưa? Cho thằng cha của nó. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ làm như sau. Từ UL anh sẽ gọi vào LI. Các bạn có hai cách, một các bạn float left như thế này. Được chưa? Cách thứ hai là anh sẽ sử dụng display inline block.
Đó. Được chưa các bạn? Tùy các bạn nhé, các bạn dùng cách nào cũng được. Đó. Anh thì anh sẽ thiên về dùng flow bởi vì anh sẽ dùng cái này cho nó nhất quán. Hoặc là các bạn có thể dùng như này, trong trường hợp này thì nó không ảnh hưởng nhiều đến cả bộ khung của trang nên chúng ta dùng cái này được chưa? Anh sẽ loại bỏ cái text align center của menu đi để cho nó không nằm ở giữa đó. Ok chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Sau đó chúng ta sẽ đi tác động vào thẻ A. Từ ULL chúng ta sẽ gọi là thẻ A. Thẻ A anh muốn loại bỏ gạch chân thì anh làm như thế này. Đúng rồi. Text decoration. Nào. Các bạn sẽ thấy là nó loại bỏ gạch chân. Anh muốn là cái menu này của chúng ta sẽ có cái background khi hover chuột vào thì anh làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng selector là hover. Đây đúng không? Background ví dụ anh để là màu đỏ đi. Màu vàng đi. Yellow. Và chữ của anh có màu đỏ. Đây. Anh chạy nó lên. Đó. Các bạn thấy điều gì đấy? Các bạn thấy là cái background màu vàng chữ đỏ cái của anh ấy, thì cái background nó đang rất là nhỏ. Có nhìn thấy không? Các bạn có nhìn thấy không? Background đang rất là nhỏ. Anh muốn là cái độ cao của cái background màu vàng nó cao đúng bằng cái menu. Thì chúng ta sẽ làm gì? Rồi, chúng ta sẽ set chiều cao cho nó bằng 40 pixel. Các bạn xem lại. Chạy. Các bạn thấy là gì? Nó không ảnh hưởng đúng không? Rõ ràng set chiều cao rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ phải display block. Đây. Đó. Được chưa? Qua đây các bạn thấy điều gì? Qua đây các bạn thấy điều gì? Qua đây các bạn thấy là chiều cao nó chỉ dùng được khi mà cái thẻ đó mang kiểu block. Ok chưa? Được chưa? Đó là cái lưu ý thứ nhất. Và chiều cao chỉ dùng được khi mà nó mang thuộc tính float. Left hay right đều không quan trọng. Miễn là nó có thuộc tính float và mang kiểu block. Được chưa các bạn? Hoặc mang kiểu block. Ok, anh đi tiếp nha. Đi tiếp được chưa? Anh muốn cái mặc định thẻ A của chúng ta màu chữ nó sẽ khác. Ví dụ anh để là màu DDD. Anh chạy lên này. Đó, ui, màu quá. Đây, màu chữ nó thế này đi, giả sử vậy. Và anh muốn có một cái khoảng cách về hai bên thì anh có thể dùng như thế nào các bạn? Thẻ A có khoảng cách về hai bên. Chúng ta vừa thực hành, chúng ta vừa ôn lại kiến thức nên là anh sẽ hỏi các bạn đấy. Chúng ta sẽ dùng cái gì? Margin này. Nếu mà anh dùng margin này. Margin theo chiều bên trái này. Mười pixel. Margin theo chiều bên phải. Mười pixel. Sorry, anh sẽ đưa cái display block lên trên này. Lên trên thẻ A này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó có khoảng cách như thế này. Nhưng các bạn nhìn thấy nó rất là xấu khi hover ở từng cái này. Và cái đường viền màu vàng kia nó vẫn bám sát cái chữ home từ bên trái và bên phải này. Anh không muốn như thế này.
Thì anh sẽ để pending. Tăng lên một chút đi. Đó, thì chúng ta sẽ được như thế này. Đó, ok hơn không? Các bạn ok chưa? Ổn về phần này chưa? Đó thì anh được menu như thế này. Có border bên phải, anh sẽ dùng như thế này. Đây, anh giả sử vậy. À, trùng màu, trùng màu. Đó. Được chưa các bạn? Màu khá là xấu. Một phần đen thôi. Kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Dùng Workspace không được, không nên dùng. Bởi vì sao? Workspace nó là từng từ trong cái thẻ A, các bạn dùng không có ý nghĩa nhé. Đây, nó là từng từ trong một cái nội dung của thẻ mà. Workspacing này. Đây, không có ý nghĩa. Hiểu không? Đó, sau cái con này, sau cái menu này này, thừa cái khoảng này này thì chắc chắn rồi, hầu như các website, các menu của nó nếu mà nó ít menu ấy, thì chắc chắn là nó sẽ bị thừa. Thì cái đấy chúng ta tự điều chỉnh cho nó phù hợp thôi, tự điều chỉnh cho nó phù hợp đó. Hoặc là các bạn muốn làm chỉnh chu nó đều ấy, thì các bạn tính độ rộng của thằng này và chia cho số menu, vì chúng ta đang dựa vào width mà. Hiểu ý của anh không? Chúng ta đang dựa vào width. Ví dụ đây là 1024 đúng không? Mà chia cho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiểu không? Thì chúng ta sẽ dựa vào width. Và các bạn muốn bỏ cái này đi này, chúng ta cũng bỏ được. Đây, bỏ cái border right thì chúng ta sẽ tìm ra những thằng cuối cùng để chúng ta bỏ. Selector là last try. Đây. Last try. Ủa, sao bị ảnh hưởng nhỉ? Không, sẽ phải được. Anh nghĩ là nó đang không nhận cái ấy, đang không nhận cái last try. Không, chúng ta đang dùng border cho thẻ A mà. Last try. Như thế này là em đang chọn cái thẻ lợi cuối cùng và chọn đến thẻ A. Cũng là một cách đang chưa hiểu vì sao đối với thẻ A này thì lại không nhận last try. Nhưng mà thế này cũng là một cách này, có nghĩa là chọn đến cái thẻ lợi cuối cùng và chọn đến thằng A. À rồi, có thể là chúng ta đang selector theo hướng như thế này. Rồi, không sao.
tạm dừng ở đây đi. À, tạm thời chấp nhận như thế này đi, cũng là một cách. Đây, last try. Đây, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Anh chỉ đang không hiểu là tại sao nó có một cái khoảng từ border này đến thằng này thôi. Đang không hiểu lắm. À đó, vấn đề là dùng từ inline này các bạn này, inline block này, thì thằng li này, các bạn nhìn thấy khi mà anh đưa vào cái thằng này á, nó có một cái khoảng trắng cách đối với cái khoảng này, đó, thì nó đang bị do cái thằng inline block này. Và để close. Bởi vì nếu mà các bạn dùng inline block, các bạn lại phải đi reset cho cái li cái padding reprise của nó bằng 0. Hình dung ra thì cũng khá là mệt, thì chúng ta thống nhất dùng như thế này cho nó có sự nhất quán. Đây, thì menu sẽ được như thế này. Ok chưa? Đó, thì khi chúng ta xử lý menu sẽ như thế này. Và sau khi học position xong thì anh sẽ nói về cái menu đa cấp ở đây. Được chưa các bạn? Chúng ta đi qua phần này được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần new này. Nó tương đương với cái này. Mỗi cái khối này là một cái section và bài viết. Được chưa? Đó. Thì quay trở đây, cụ thể là bài viết này. Thì các bạn thấy là đây là danh sách bài viết, có đúng không? Đây là danh sách bài viết. Mà danh sách thì chúng ta dùng thẻ gì? Thẻ gì các bạn? Vẫn ULLI đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể dùng ULLI trong trường hợp này. Được chưa? Chúng ta dùng ULLI. Thì ở đây, quay trở lại đây, thì lúc này chúng ta đặt cái danh sách tin tức đó vào đâu? Câu hỏi là chúng ta sẽ đặt nó vào đâu? Vào đâu trong cái nick thẻ HTML này? Đặt vào đâu hả các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ ném nó vào đây. Đó, cứ định nghĩa như thông thường thôi. Thì chúng ta sẽ có li. Thì với một cái li này, nó sẽ tương đương với một cái link tin tức này. Đây. Ok chưa? Chúng ta sẽ chạy lên. Thì trong một cái li này sẽ bắt đầu phân tích tiếp. Trong một cái li này sẽ có cái gì các bạn? Sẽ có một cái ảnh. Được chưa? Sẽ có một cái thẻ tiêu đề H2. Sẽ có một cái thẻ P chứa nội dung mô tả. Được chưa? Sẽ có một cái thẻ div ở đây. Để làm gì? Để thể hiện các thông tin này. Được chưa? Chúng ta sẽ làm như sau. Đó, anh sẽ có một cái thẻ img. Chúng ta lấy tạo một cái ảnh. Đây. Anh sẽ lấy chính cái ảnh đó. Thông qua cái công cụ cắt ảnh này, thì anh sẽ lấy chính nó. Anh không hiểu sao trên Windows mở cái công cụ cắt ảnh nó khá chậm. Rất chậm luôn. Lúc nào cũng phải chờ. Mặc dù tool đó thì rất là nhẹ. Chưa bao giờ dùng cái này. Thử fast. Đây, anh lấy cái ảnh này.
Rồi, à cái này nó cho phép sửa luôn. Ok, khá ổn. Cái này chắc là tester họ sẽ cần đấy. Chỉ cần thêm text được thì là quá đẹp. Rồi, anh sẽ lưu lại. Image. Ồ, có vẻ như là không biết dùng, chưa lưu được. Trong lúc bế tắc thì thằng này nó lại chạy lên được. Đây, anh vẫn lấy chính cái ảnh này. Đó, lưu lại khá dễ dàng. Rồi, chúng ta có ảnh, ném nó vào đây, nó nằm trong thư mục image đó, a chấm PNG. Ok chưa? Tiếp theo như anh nói, chúng ta sẽ có H2. Chúng ta sẽ có cái H2. Anh sẽ lấy kiếm cái nội dung từ đây. Đây. Anh sẽ đưa nó vào đây. Rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ anh sẽ có một cái thẻ P. Rồi. Và cuối cùng anh sẽ có một cái thẻ đít. Anh để đây nó sẽ là cái class, ví dụ anh để là thông tin của cái bài viết này, ngày tháng các thứ đó, thì anh sẽ để vào description. Được chưa? Thì trong cái thông tin bài viết này nó sẽ có cái gì? Thì các bạn quay trở lại cái ảnh này, nó sẽ có ngày đăng, danh mục nào này, và số lượt xem. Thì chúng ta sẽ dùng thẻ span để thể hiện nó. Trong cái div này chúng ta sẽ có span ngày đăng 28 tháng 03 2020 và sử như vậy. Đó, ví dụ như là thuộc danh mục nào, ví dụ như là sức khỏe và sử như vậy. Hơi lag à các bạn, có nghe rõ không? Nó mình ổn không? Rồi, ok. Và anh giả sử là số lượt xem, lượt xem bài viết này khoảng 100.000 view rồi. Đó. Chúng ta chạy lên. Khi nào lag quá các bạn kích vào cái màn hình xem, kích đúp vào. Quay trở lại đây, chúng ta chạy lên đường truyền mạng internet bên anh thì vẫn thấy ổn. Đó, các bạn sẽ thấy là à nó sẽ như thế này, cũng đừng quá bận tâm vì các bạn nhìn thấy nó sẽ hơi bị bung bét một chút, nhưng không sao cả, nó vẫn nằm ở trong cái led là được. Đây, cái div này mục đích của anh tạo ra là để sau này anh đi CSS cho những thằng bên trong cho nó dễ.
để anh selector thôi. Anh muốn chọn những thằng này để CSS thì anh phải chọn qua thằng này cho nó dễ chỉ định đó. Bây giờ anh copy cái lời anh lên, nhân nó lên cho anh đó, thì code HTML của các bạn mà một trang phức tạp ấy thì nó sẽ rất là rối đó, nên là chúng ta phải nhúng CSS ra bên ngoài này để đảm bảo nó không bị lẫn lộn nhau. Có chút code này thôi mà nhìn đã rất là rối rồi đó, mà các bạn viết mà nó không mạch lạc ấy thì người đọc sẽ rất là khó để có thể control được cái phần code của các bạn. Anh chạy lên này đó, à đây rồi, danh sách tin tức đây rồi. Câu chuyện của chúng ta bây giờ là sẽ đi dựng giao diện cho thằng này, ok chưa? Thì chúng ta cũng sẽ đi từ bên ngoài và vào thôi, thì đi từ thằng led chúng ta đã dựng xong khung rồi, thì chúng ta sẽ gọi đến đi từ trên xuống sẽ là cái gì các bạn? Div có ID là led và anh sẽ gọi đến UL. Việc đầu tiên đối với UL các bạn nhớ đến cho anh là làm gì? Là làm gì các bạn? Chúng ta sẽ loại bỏ cái icon đen đen ấy. Đó. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa đến li. Thì lúc này li đóng vai trò, li này đóng vai trò là một cái khối. Đây, li đóng vai trò là cả một cái khối, và nó kéo độ rộng của li nó sẽ kéo dài từ bên trái này, từ chỗ này sang đến bên này. Đó, nó làm cái khối. Thì chúng ta sẽ, các bạn để dễ làm thì các bạn nên đặt cái li một cái border để các bạn nhìn cho dễ. Border color màu này đi. Đó, cho một cái width vào cho nó. Thì các bạn thấy thằng li nó có gì không? Thấy border của nó đâu không? Thì chưa, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm tiếp một việc. Rồi, anh sẽ viết 100%. Tại sao vậy? Div led ul li id led này, li này, chúng ta đang chưa thấy cái li này có tác dụng gì. Để xem CSS đã nhận chưa này. Rõ ràng li đã nhận rồi, hình như border color, border width của anh đang không có tác dụng. À, không có kiểu solid thì chúng ta sẽ không nhìn được. Rồi vậy thì anh định nghĩa ngắn gọn như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy li. Nó như thế này trước. Ban đầu hình hài của nó sẽ như thế này. Đây. Nó mang kiểu block và nó như thế này rồi. Ok chưa các bạn? Được chưa? Thì đây là li. Anh sẽ vẫn cứ đặt width của nó rộng bằng 100%. Để đảm bảo là nó sẽ rộng toàn cái này, toàn cái thẻ led, được chưa? Anh muốn cái nội dung text này này nó sẽ nằm lên phía trên này, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ đi float led, nhưng float led cho cái gì? Thì từ li này các bạn sẽ gọi đến img. Tại sao? Vì img nó nằm ở trên đây, tác động float led đây, những thằng này sẽ bị tràn lên, được chưa?
Rồi. Ok chưa? Và các bạn thấy điều gì xảy ra? Thì có một vấn đề đó là các bạn thấy là khi mà float left cho image ấy, thì đến chính thằng cha của nó chính là li ấy, nó cũng bị tràn lên theo, cũng bị ảnh hưởng theo. Ok chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ lại phải làm một việc đối với thằng li này là clear left. Thì sau khi clear left thì các bạn thấy là nó không bị tràn lên nữa. Được chưa các bạn? Nhưng mà các bạn nhìn thấy này, vấn đề đây này. Vấn đề tại sao mà hôm qua có một bạn hỏi anh là khi mà các bạn float left cho thằng left và thằng right, hai cái div ở bên trong ấy, tại sao chúng ta lại cần float left cho thằng main đây này, cụ thể là thằng này này, float left này, thằng này cũng float left này, thì tại sao chúng ta nên đi float left cho thằng main chứa hai cái thằng left right kia? Thì tại vì là bây giờ chúng ta bắt gặp đây, các bạn nhìn thấy đây chưa, đây là cái thẻ li, đây là nội dung có trong thẻ li. Các bạn nhìn thấy thẻ li ấy, cái chiều dài text, toàn bộ text của nó chỉ cao đến đây thôi. Ok chưa? Thì nó đang nằm trọn trong cái thẻ li theo border, đây là border của cái li này. Đây này. Thì cái text này nó không không float left nên nó không bị ảnh hưởng. Đây này. Thì khi mà thằng li này này, thằng li này đang không float left nhé. Li đang không float left. Thì nó sẽ không kiểm soát được cái thằng con của nó là thằng image, vì thằng image đang float left, nhìn thấy chưa, nên là chiều cao của thằng image nó đang bị lòi ra ngoài này, đó nó vượt quá cái chiều cao của thằng li này, nhìn thấy chưa, các bạn nhìn thấy chưa, đây rõ ràng image ở đây nó đang vượt qua cái đường border này. Thì để giải quyết được bài toán này thì chúng ta cũng sẽ làm một câu chuyện, đó là thằng image nó đang là thằng con của li mà image float left thì thằng cha là li cũng float left. Đây. Bây giờ chạy lên. Anh sẽ nốt lại. Đó, các bạn thấy chưa? Thế lúc này đường viền của cái thằng li nó sẽ nằm xuống dưới này này. Đó, luôn luôn nó luôn luôn bao được tất cả những nội dung bên trong nó, kể cả là email. Lớp mình hiểu chỗ này chứ, hiểu lý do rồi chứ. Rồi, ok. Đây. Đó, bây giờ anh sẽ đi CSS cho cái image này. Anh sẽ để cái image này nó sẽ có độ rộng 200 pixel. Hơi nhỏ, 250 đi. Đó, anh sẽ để là border 1 pixel số đi. Save và test đi. 2 pixel. Đó, border vậy. Và cái ảnh này sẽ cách cái nội dung ở bên phải khoảng 10 pixel. Đây, cái text này này. Nó sẽ không bám sát vào cái ảnh này. Thì anh sẽ làm như sau. Đó. Được chưa? Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ câu chuyện tiếp theo đó là các bạn nhìn thấy cái thẻ H2 này như này thì tạm ổn rồi, không cần CSS cũng được. Nhưng mà cái phần này này, cái thẻ div này của chúng ta này, chúng ta cần CSS cho nó. Đây, thì anh sẽ tác động vào thẻ P trước
để anh đẩy cái thẻ lead xuống đây, thì từ LI anh sẽ tác động vào thẻ P. Bạn lag lắm à? Ủa, kê đấy này. Thì từ đây anh sẽ tác động, anh sẽ đi hơi chậm một chút nhé. Anh cũng đang không hiểu vì sao nó lại lag nữa. Đường truyền thì khá ngon. Thì bây giờ anh sẽ đi tác động vào thẻ P ở trong LI. Display thì sẽ là block rồi. Anh sẽ để margin, à, chiều cao cho nó min 2. Cố định luôn đi. 100 pixel. Các bạn đặt border lên cho anh để xem nó như thế nào. Đây, anh sẽ chạy nó lên. À, có nghĩa là chúng ta chọn cái thẻ đít có ID là led. Đó. Các bạn nhìn thấy anh để cái nội dung đây không? Như thế này luôn. Thẻ P nó sẽ cao như thế này luôn. Đó, và dưới đây nó sẽ như thế này. Anh sẽ bỏ đi. Border đi. Anh chạy lại lên. Đó. Thì anh được cái nội dung này. Và anh sẽ đi bỏ cái border của thẻ LI đi. Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nội dung nó như thế này. Ok chưa? Quay trở lại cái ảnh mẫu của chúng ta. Đây. Thì nó sẽ cách một khoảng so với các tin tức, cách khoảng. Thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Merging bottom cho cái LI này để nó cách những thằng ở bên dưới. Chúng ta sẽ làm như thế này. Anh để là khoảng 15 pixel. Đó. Có thể nâng cao hơn. Đây. Ok chưa? À, chúng ta đã được cái biết kiến thức như thế này. Đây. Thì các bạn thấy là cái list tin tức này của chúng ta này, nó lại có một cái khoảng cách. Đấy, phân tích là nữa. Đây, danh sách này nó lại có khoảng cách với cái thằng này. Cái thằng led ấy là một khoảng. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đây là hiện tại đang liền tù tì đây. Nhìn thấy không? Thì nó muốn có một khoảng cách khoảng 10 pixel đi, chúng ta sẽ làm như thế nào? Cách làm nhanh nhất, padding cho thằng nào? Không, padding cho thằng UL là sai. Không đúng, không đúng rồi. Padding cho thằng led, cái deep led ấy như thế này này, hoặc là margin cho thằng UL. Một là các bạn margin cho thằng UL như thế này, margin tốt khoảng 10 pixel, margin left 10 pixel. Đó, thì nó cách một khoảng, được chưa? Hai là các bạn chỉ cần padding cho cái thẻ deep chứa cái UL này, chính là cái deep led là được. Đó, trong trường hợp này anh sẽ dùng margin led và top cho thằng UL, cho cái danh sách này này, cả cái danh sách lớn này này. Đây, được chưa các bạn? Cái chữ ở đây anh muốn nó căn chỉnh justify để cho nó ngăn nắp về bên phải này này. Thì anh sẽ dùng cái này, anh tác động thẻ P như thế này. Tag align justify như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ của nó. Đó, nó căn về bên này. Ok chưa?
và chúng ta hoàn toàn có thể merge in write cho thẻ UL 10 pixel như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Thì các bạn sẽ được cái danh sách tin tức nó như thế này. Đến đây các bạn có hỏi gì không? Rồi, lớp mình hiểu chứ? Khéo gì nhỉ? Rồi, ok, hiểu rồi đúng không? Có thấy thuộc tính CSS nào mới không? Chưa đúng không? Đó mà chúng ta đang dựng được giao diện như thế này rồi. Nó có nghĩa là ổn. Đúng rồi. Vấn đề anh nhìn thấy ở sinh viên đó là các bạn học ở trên mạng ấy, các bạn bắt gặp rất nhiều thuộc tính CSS, nhưng mà đến khi các bạn áp dụng vào một trang cụ thể hoặc là đưa cho các bạn một cái giao diện rất đơn giản kiểu như thế này, này thì các bạn lại không vận dụng được. Thì đấy là bài toán liên quan đến câu chuyện phân tích ấy. Phân tích giao diện ấy. Được chưa? Đi tiếp nhé. Bây giờ anh sẽ quay trở lại những bài tập khác. Đây, thì cái bài này nó sẽ giải quyết cho cái bài này. Còn là bên phải này đơn giản rồi đúng không? Các bạn chỉ cần nhúng cho anh các ảnh vào thôi. Thì phần này HTML còn làm được. Huống chi là bài này. Có đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dựng một cái giao diện khác nhé. Xem anh chuẩn bị cho các bạn cái gì. Đây, lấy bài này đi, đơn giản hơn. Trước khi xong bài này thì nhảy sang bài này. Bài này phức tạp hơn. Thì chúng ta sẽ đi phân tích. Có ai hỏi gì về cái bài 1 này nữa không? Đó, chiều cao của nó đây. Ừ, bảo hỏi đi em. Cái này để 5. Cái kích thước khoảng cách này là do các bạn điều chỉnh thôi. Tùy các bạn. Phần tách á. Phần tách ở đây thì ở trong thẻ P ấy. À, chắc chắn là bị tràn rồi. Vì nội dung chiều cao nó chỉ có vậy. Mà các bạn ném tách vào thì chắc chắn là tràn. Đây. Đây này. Nó tràn nhưng mà nó không bị vỡ. Vì sao? Vì chúng ta đang set chiều cao cố định rồi. Đấy là lý do chúng ta set chiều cao cố định. Được chưa? Đây. Thì từ từ anh giải thích về cái tách này. Thì trong thực tế chúng ta sẽ làm để cho nó không thể tràn được. Thì các bạn thấy là một là khi mà chúng ta soạn nội dung cho cái bài viết này ấy, ví dụ như là trang quản trị của thằng VN Express ấy, thì nó đã có một cái phần nhập riêng cho nội dung text này và nó chỉ đúng số ký tự thôi. Chúng ta sẽ validate nó ở trong phần backend. Đó, chúng ta sẽ chỉ cho người dùng nhập đúng cái này ký tự thôi. Đó, đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ phía PHP hoặc là ngôn ngữ khi mà đủ dữ liệu ra đây, JS cũng được, để chúng ta cắt cái chuỗi này. Được chưa? Cắt chuỗi, không cho nó vượt quá bao nhiêu ký tự ấy. Ok chưa? Hoặc là cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng CSS để ẩn nó đi, nhưng mà không nên dùng như thế. Được chưa? Chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ để cắt. Ok chưa? Còn cái câu hỏi của Bảo là cú pháp này nó như thế nào? Đây. Có nghĩa là anh chọn ra cái thẻ div có ID là let. Được chưa? Thực ra viết như thế này hơi thừa. Chỉ cần như thế này cũng được. Ok chưa? Đó. Nhưng mà các bạn chỉ hiểu đơn giản là à, anh lấy ra cái div có ID là let. Sau đó anh gọi đến cái UL nằm trong cái div có ID là let. Và sau đó anh sẽ gọi cái li của cái UL đó.
Thế thôi. Ok chưa? Cái câu hỏi về tách chắc là sẽ giải đáp được câu hỏi cho à, câu trả lời về tách ấy. Vừa rồi chắc là sẽ giải đáp câu hỏi của Bảo được. Rồi, ok. Tiếp nha. Bây giờ quay trở lại cái bài này. Bài này chúng ta sẽ phân tích như thế nào? Bài này đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần đi dựng khung thôi, nhưng mà bài này nó sẽ khác một chút. Đó là gì? À, sorry các bạn. Bài này thì giống bài kia. Nó chỉ khác một chút là anh sẽ chế lại bài này một chút nhé. Vì yêu cầu của anh nó đang hơi 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 khác một chút cơ. Anh sẽ vẽ ra để chúng ta cùng phân tích. Rồi, anh sẽ vẽ lại cái bài này một chút với cái góc nhìn khác để chúng ta phân tích. Ý đồ của cái bài này nó sẽ như thế này. Vẫn cái khung này vẫn có header. Anh sẽ đưa ra những dạng bài tập nhỏ như này trước để các bạn rồi vẫn có header. Đó. Sau đó thì là gì? Vẫn có menu lab. Đây. Lab. Đó. Sau đó thì gì? Menu nó lại không nằm riêng ở trên nữa. Menu nó lại nằm ở đây cơ. Đó, menu nó lại nằm ở đây cơ. Đó, không bơ. Chúng ta sẽ có menu ở đây. Và các bạn thấy là à, chúng ta sẽ lấy vào đây, ok chưa? Và footer nó lại không nằm ở dưới cùng nữa. Footer nó lại nằm ở đây. Đó. Nó lại nghịch lý vậy. Footer nằm đây. Và chúng ta sẽ có cái right. Cái right nó nằm trong đây. Đấy, nó bọc giữa thằng footer và thằng menu. Bài toán nó chỉ khác đi một chút xíu thôi. Rồi. Ok chưa? Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ có chỗ này anh không gọi là footer mà chỗ này anh sẽ gọi là cái gì nhỉ? Bottom đi. Bottom. Và anh sẽ không có màu này. Đây. Và cuối cùng anh có footer. Footer của anh nó lại nằm như thế này cơ. Footer của anh là nằm thế này, nó kéo dài đúng đến cái thằng này,
Đó. Và chúng ta lại có một cái khối ở đây. Chỗ này ví dụ như màu đen, ví dụ như là thống kê, truy cập. Đó, bài toán của chúng ta sẽ như thế này. Đúng như thế này luôn. Đây, cái bài toán của chúng ta nó sẽ như thế này. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích cái bài toán này. Theo các bạn chúng ta à, nhìn vào đây các bạn đoán được chúng ta dùng bao nhiêu deep rồi đúng không? Bao nhiêu deep các bạn đến cái? Nhưng mà vị trí các thẻ deep các bạn sẽ phải tổ chức khác. Chúng ta có một deep này này. Đúng không? Đó. Sau đó một cái deep này thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế này này. Cái deep lớn là deep nào các bạn? Đây cùng anh phân tích nhá. Đầu tiên một deep header này. Ok chưa? Sau đó một cái deep lớn bao bốn ông này. Được không? Được chưa? Trong cái deep lớn đấy thì làm gì? Trong cái deep lớn này này thì chúng ta lại có một cái ở bên trái. Được chưa? Một cái ở bên phải. Được chưa các bạn? Cả một cái deep lớn ở bên phải. Được chưa? Và trong cái deep lớn ở bên phải thì chúng ta lại chia tiếp. Chia như thế nào? Chúng ta có một cái deep lớn ở trên này và có một cái deep lớn ở dưới này. Hình dung ra trong cái deep lớn dưới này lại có một cái deep bên bên trái màu trắng, một deep lớn bên trái màu xanh, à bên phải màu xanh và cái deep cuối cùng. Ok chưa? Phía dưới này chúng ta có một cái deep lớn và trong deep lớn này sẽ có deep xanh và deep thống kê truy cập. Có nghĩa là gì? Nó nhiều hơn số deep được các bạn chỉ ra đấy. Các bạn có hiểu ý anh hay không? Thì bây giờ anh sẽ dựng HTML lên thì các bạn sẽ hiểu. Anh vừa dựng và anh vừa quay lại cái ảnh này để anh nói thì các bạn sẽ hiểu. Được chưa? Thì để các bạn hiểu được thì các bạn phải nhìn thấy đây cũng là cái deep nhé. Không cả mọi người là tưởng là không phải. Đây, center. Đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái bài này. Sau đây các bạn mình sẽ đăng nó vào nhóm luôn, tí nữa là mất hình đấy, anh tắt cái kia sợ mất hình. Anh sẽ gửi cái này vào nhóm cho các bạn luôn. Ờ, đúng là có vẻ là hơi chậm thật. Không biết là chậm do mạng hay do phây đây.
Đây, chúng ta có cái đít này. Ok, quay trở lại. Bây giờ anh sẽ đi dựng này. Anh sẽ để làm một cái ví dụ 2 đi. Rồi. Chúng ta sẽ dựng trang lên thôi. Simple with CSS. Đó. Đầu tiên, chúng ta vẫn có div header như thông thường. Ok chưa? Sau đó chúng ta có một cái div lớn ở đây, mình gọi là main. Ok chưa? Anh có một cái div main. Trong div main này anh sẽ có cái gì? Thì trong div main này anh sẽ có cái div left và div right. Right là anh chứa cái left thì chỉ có thằng left này thôi. Nhưng mà right thì anh chứa cả cái thằng menu này. Right, center, button, bottom ở đây. Được chưa? Thì anh sẽ chỉ có một cái div left right. Được chưa các bạn? Đó, thì trên bên thằng right này anh sẽ có cái gì? Anh có thằng menu. Thì trong right, trong cái right này anh sẽ có div menu. Đây, được chưa? Anh để là menu. Đó. Trên menu xuống thì anh lại có hai thằng này cơ. Thì anh sẽ có một cái div lớn chứa hai thằng này. Hoặc là các bạn nếu mà cảm thấy nó đơn giản thì chưa cần phải chứa, thì các bạn chỉ cần một div, hai div luôn cũng được. Thì các bạn sẽ có một cái center và right. Nhưng mà các bạn nên làm như thế này. Anh sẽ để ví dụ như là center. À, anh sẽ để là right main. Và trong cái right main này anh sẽ có một thằng là center. Right center. Và một thằng là right. Đó, các bạn làm như thế này code của các bạn nó sẽ chặt chẽ hơn. Đây. Có nghĩa là sau cái menu này anh có một cái div lớn cơ. Đây. Phía dưới cái menu này, anh có một cái div lớn bao thằng này với thằng này. Đó, đây này. Được chưa? Đó, và bên trong nó thì có hai thằng này. Để làm sao để các bạn sau này các bạn chia để trị thôi mà. Chia sau đó để CSS cho nó chặt chẽ. Đó, ok chưa? Sau đó cuối cùng anh có thằng bút tầm vẫn nằm trong cái right, vẫn nằm trong cái right lớn này. Anh sẽ có bút tầm. Được chưa các bạn? Được chưa? Và cuối cùng thoát hẳn ra bên ngoài cái main này, cả cái main lớn này, thì chúng ta sẽ có footer. Footer này nó sẽ có bên trái và bên phải. Và thoát hẳn ra cái main, chúng ta sẽ có div có id là footer. Thì chúng ta sẽ có footer bên trái
các bạn chia như này cho nó dễ thôi, dễ quản lý. Và footer void. Đó, các bạn thấy chưa? Class thay ID hoàn toàn được. Đây, các bạn thấy chưa? Tại vì những cái khối này khối lớn thì anh dùng ID cũng được. Các bạn thấy chưa? Thì chúng ta sẽ có những thẻ đích cụ thể như thế này cho một cái giao diện này. Đó, sẽ có bạn bảo là giữa hai cái thẻ này này không cần một deep chung cũng không sao cả. Đó, nhưng mà sau này phát sinh vấn đề gì cái kiểu gì các bạn cũng lại đi kiếm một cái thẻ deep để cho nó nằm bao hai thằng này, thì chúng ta tính toán ngay từ bây giờ đi. Đây, thì số thẻ deep chúng ta cần dùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thẻ deep cho cái giao diện cỏ con này thôi. Đây, tách nhìn lên thì không có gì cả. Ok chưa? Đó, thì đây là cái cách phân tích thôi. Loạn rồi à? Loạn thì về xem lại nhé, và tự các bạn phân tích nữa. Được chưa? Đó. Đây. Thì anh sẽ đi CSS cho cái này nhé. CSS thì đơn giản rồi. Khi các bạn dựng xong thì CSS là đơn giản. Từ từ nhá, dừng lại một chút đi. Dối ở đâu nhỉ? Các bạn đang thấy dối và đang khó hiểu ở đâu? Nói cái cảm giác cả. Làm với float này là dễ nhất rồi. Đó, làm sang flex thì sẽ phức tạp hơn đấy. Rồi, tiếp nha. Bây giờ anh chỉ đi CSS cho nó thôi. Quay trở lại đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái exam CSS. Và quay trở lại trang exam thì chúng ta sẽ đi nhúng nó vào. Đó, ok chưa? Cũng tùy nhé, bảo nhé. Nhưng mà đây là cái bài toán anh phân tích để các bạn có cái hướng đi như thế, nó chặt chẽ. Đây, bây giờ anh chạy lên thì thằng header đơn giản rồi. Các bạn chỉ cần gõ link như thế này và nhấn tab thôi mà. Đó là được. Đầu tiên anh reset trang này. Không, padding không, ok. Anh sẽ định nghĩa body và độ rộng của anh cũng tương tự như lúc nãy, width bằng 1024 và margin không auto. Không phải lúc nào chúng ta cũng nên đặt width body bằng 1024 nhé. Sau này đến giao diện phức tạp hơn anh sẽ nói cụ thể, là giao diện này đơn giản anh để như này thôi. Margin 0 pixel auto. Đó, chưa chạy à? Exam 2. Đó, ra giữa rồi đấy. Được chưa? Định nghĩa header nào? Thì cứ background trước đi.
hai anh đẹp khoảng 50 pixel, line 2 cũng 50 đi, color bằng màu trắng, take line center và width anh để 100 đi. Các bạn sẽ thấy thằng header. Ok chưa? Tiếp theo anh sẽ định nghĩa cho thằng ở phía dưới main. Chúng ta sẽ có thằng main này, chưa làm gì với nó cả, nhưng anh chắc chắn sẽ định nghĩa float left cho nó. Cứ bỏ đó thôi. Đó, vì biết chắc chắn là trong thằng main này sẽ có những thằng mang float left, thằng left và right. Đây. Float left. Thì anh sẽ định nghĩa như thế này. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được số lần viết code. Đó. Ok chưa? Nghĩa của nó là để reset thôi. Reset trình duyệt thôi. Rồi, ok, câu hỏi anh trả lời cho Cường đấy nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái led, led của chúng ta float, rồi thì chúng ta sẽ đặt width cho nó. Width khoảng 250 pixel. Background anh sẽ để là một cái màu gọi là yellow. Đó, min 2 anh để khoảng 600 pixel. Và anh sẽ để như này thôi, chạy lên đó, chúng ta được cái thằng bên trái cho nó nhỏ hơn chút đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa thằng này, thì cả cái thằng right này nó cũng đã center rồi, thì trong right chúng ta sẽ định nghĩa cái gì? Thì các bạn thấy là bên này 200 thì cả cái thằng right độ rộng của nó sẽ là bao nhiêu? Width sẽ là bao nhiêu? 824 cũng min 2. Anh để ba thằng này đều có min 2 như thế này cho dễ. Đó, code nó tối ưu hơn. Thì thằng này chúng ta sẽ để bắt của ra một cái màu nhạt hơn. Đây. Đó, ok chưa? Được chưa? Bây giờ menu nó đang nằm ở trong right rồi. Đây. Thì chúng ta set width 100% cho nó. Không vấn đề gì. Background cho nó anh để ví dụ như là 999 và đó, anh dựng nó lên cái menu như này. Đó, anh có menu. Ok chưa? Được chưa các bạn? Menu rồi. Thì trong menu này này, dưới cái thằng right anh có thằng right main này, để chứa thằng center và thằng right nữa. Đây là button này. Chúng ta đã đi từ trên xuống đây. Bây giờ anh định nghĩa thằng right main. Thằng right main này anh định nghĩa giống thằng right, có nghĩa là cũng độ rộng của cái thằng này này, thằng này bằng độ rộng của thằng này, được chưa? Vì nó nằm ở đây, từ đây sang đó, hai thằng giống nhau, chưa có gì cả. Đó, sau đó thì anh sẽ cũng float left cho nó. Đó, float left. Vì sao? Thằng này nó có, vì bên trong cái thằng này này, đây này, bên trong thằng này nó sẽ float left, nên chúng ta cũng sẽ float left cho thằng này. Anh quay trở lại đây.
Đó. Bây giờ anh đi viết code nó ngắn gọn thì các bạn sẽ lại rối hơn. Nên là anh demo thì anh vẫn sẽ viết nó rườm rà một tí để các bạn nhìn từng bước. Như vừa rồi anh viết nó hơi ngắn gọn nên viết tắt này. Dùng chung thì các bạn sẽ bị rối. Đây, thì chỗ này anh sẽ để width ví dụ như là 500 pixel. Background màu trắng. Đây. Đúng rồi, anh sẽ viết đầy đủ mặc dù nó trùng lặp code nhưng các bạn sẽ dễ hiểu. Đó, background màu trắng, các bạn nhìn thấy đây chưa? Min 2 cho nó 600 pixel. Đó, anh sẽ để cao lên một chút đi. 700 đi. Hơi nhỏ. 600. Đó, thì thằng center này nó chính là cái thằng này này. Thằng này này. Ok chưa? Nên bây giờ thằng right. Đây, right center này. Thằng bị trùng ID, sorry các bạn này. Thì nó sẽ thằng này nó sẽ là right main center như này. Và right main right. Đó, anh viết như thế này. Thì cái right main center này anh sẽ sửa lại bên này. Đó. Kết quả vẫn vậy. Sau đó sang bên này. Anh sẽ định nghĩa cho thằng y này, nó chính là thằng này. Nó là thằng này. Ok chưa? Thì chỉ cần float left thôi. Và đặt màu lên là các bạn nhìn thấy nó ngay. Nó đang nằm ở đây. Chúng ta chưa có width cho nó. Width lúc này nó sẽ bằng, các bạn thấy là thằng này đang mang 600 rồi này. Thằng này đang mang 200, 800. Thì thằng này còn lại sẽ là gì? 224 này. Đó, 224, nhưng tại sao nó vẫn chưa, nó chưa lao lên nhỉ? Float left rồi. Thằng này cũng float left. Đó. Thì lúc này các bạn thấy nó lao lên rồi này. Đây đúng không? Để cho nó một cái màu khác. Và anh để min 2 cho nó cao 600 xem. Đó. Nhìn thấy chưa? Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, nó chính là thằng này đó. Đây, xong rồi đấy. Được chưa? Center thì đây rồi. Thằng Y center này anh để background màu trắng rồi. Các bạn sẽ hơi khó nhiều. Cũng là màu trắng nhưng mà nó trắng sẽ hơi mờ mờ một tí. Đó. Thôi rồi, tạm thời chưa ke đấy. Bây giờ chúng ta định nghĩa đến thằng bottom. Thằng bottom cố định nằm ở dưới rồi này. Chính là cái thằng này này. Đây. Width 100% cho nó thôi. Width 100%. Không. Và không cho nó tràn lên nữa. Cần đi post 2 45 pixel. Background màu đen. Anh giả sử vậy. Background màu cam đi. Text align center line 245. Đây. Thì các bạn sẽ dựng được cái khung lên như thế này. Đó, thằng left này. Thằng left này nó bị thụt lên một chút bởi vì là sao? Vì thằng này nó bị đẩy ở cái menu này xuống đây. Nên các bạn nhìn thấy khoảng hở này, kệ nó. Được chưa?
muốn nâng lên đẩy nâng thêm bằng cái chiều cao của thằng menu này là 40 pixel thì thằng này sẽ đẩy xuống đây. Nếu mà lên thằng led nhé, đây, thằng led anh để min 2 của nó 640 thì sẽ khác này. Đó, kiểu gì nó cũng sẽ đẩy xuống đó, chạm đến thằng này luôn, chạm đến mép của thằng này luôn. Vì là sao? Vì là nó thằng bên right nó bị đẩy vào mép menu này. Đó, bây giờ ok, không sao. Và các bạn muốn nó cao đến tận đây luôn thì lại cộng thêm cái này, menu là 40, 680. Đó. Ok chưa? 685 đó, vì thằng kia là 45. Cái thằng chúng ta thêm này 45 này. Đó, ok chưa? Thì đúng được cái bài toán chúng ta cần này. Đây là cao đến tận đây rồi. Dưới này bây giờ là footer. Đó, các bạn cứ dựng cái khung này lên, sau đó thì nội dung ở đâu ném vào đó và đi CSS là xong. Bây giờ anh sẽ định nghĩa footer. Thì footer anh sẽ có cái main lớn này. Đấy, thằng này. Đây, anh sẽ đặt width cho nó là 100%. Anh clear both. Và anh sẽ có từ cái footer này anh sẽ định nghĩa cho cái thằng footer led. Width của nó bằng bao nhiêu các bạn? Width của nó bằng độ rộng của bên này này. Thằng center cộng với thằng led. Center đang là bao nhiêu? Center đang là 600 này. Thằng led đang là 200 thì width của nó sẽ là 800. Đó, hai anh để khoảng 45 pixel. Background anh để khoảng, anh để màu orange. Background center và line 2 45 pixel. Đó. Đó, các bạn sẽ thấy có màu này, anh để màu khác đi. Màu này các bạn tưởng nó tràn lên nhưng không phải đâu. Đó, nó sẽ có màu này. Ok chưa? Và thằng này nó sẽ phải float led. Thằng này này cũng phải float led. Width thì chúng ta trừ đi, đó là 224 đúng không? Background có màu đen. Tách có màu trắng và sử vậy. Đây. Đó. Tại sao nó không lên các bạn? Chiều cao anh cũng để tương đương đi. 45. 32 cũng 45. Đó. Thì thằng này chúng ta có thể float left. Thằng này này. Thằng này float left, thằng này cũng float left. Đó, thì nó sẽ lên. Anh tách align center cho nó. Đây. Thì các bạn thấy chúng ta dựng được cái khung như thế này. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đúng cái khung mà chúng ta đã vừa vẽ xong. Đây. Khi mà các bạn xây đất, khi mà các bạn làm chắc cái khung rồi, giống như xây nhà, thì ở trong từng cái phòng của cái căn nhà đấy, từng cái ô của cái khung này, các bạn làm gì cũng được. Nếu mà footer right thì không cần float left à? Đây. Đó. Không float left. Nó còn không nhận cái width đi nhá. Đó. Được chưa các bạn? Buổi hôm nay chắc là demo như thế này thôi nhỉ.
Thêm cái nữa là anh sợ là sẽ hơi đuối đấy, sẽ hơi hơi quá tải. Clear fix nó chính là clear đấy, thuộc tính clear left right ấy. Nữa chứ, cái nữa chứ. Thôi rồi, anh sẽ chỉ demo hai cái này thôi. Thứ nhất là thời gian nó cũng, nếu mà làm một cái nữa thì các bạn ít nhất cũng phải mất thêm 30 phút nữa. Cái thứ hai nữa là để các bạn hấp thụ dần mấy cái này đi. Những bạn biết rồi thì ok đấy, nhưng mà những bạn chưa thì để các bạn có thời gian. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ nghỉ buổi hôm nay ở đây nhá. Có ai có câu hỏi gì không? Ai chưa điểm danh chat lên đây cho anh nhé, vì lát nữa anh sẽ nốt vào. Merging với padding các bạn vẫn chưa biết khi nào dùng à? Merging với padding bản chất là tương đối thôi. Dùng merging rồi thì không dùng padding nữa, thì hiểu bản chất của nó đi đã. Một cái là định nghĩa khoảng cách ở bên ngoài thẻ và một cái là bên trong thẻ. Rồi, ai chưa điểm danh các bạn chat lên đây để mà anh nít vào file điểm danh nhé. Rồi, ok. Các bạn ghi là Ngọc Ánh điểm danh như thế kiểu đấy. Ok, anh vẫn để phần nội dung chat để các bạn điểm danh nhá. Anh sẽ tắt phần share nhé.